Hôm nay mình xin giới thiệu cho bạn một sản phẩm mới, đó chính là Navision Duo 69. Hãy cùng mình khui hộp và đánh giá ngay em nói nhé. Thì trước mắt thì mình thấy là có một cặp Canon ra 6 ly. Thay vì những micro khác nó chỉ cho mình có một sợi dây 6 ly ra 6 ly thôi, nhưng Navision đặc biệt, những dòng Navision lại cho các bạn hai dây rời, đó chính là dây Canon ra 6 ly, để cho các bạn có thể tùy chỉnh hai cây theo cũng như là một cái được cái hay là cho nam hoặc cho nữ nó sẽ tiện hơn. Tiếp theo là mình sẽ có như là một cái cục nguồn của Navision 12V 2A 2A, hai cái chống chày cái đít của micro cũng như là hai cái chống lăng của micro. Và cuối cùng là hai cái cục pin 2A. Đây chính là nhân vật chính của mình, là hai cái micro NO69. Nó là màu vàng các bạn, màu sắc theo mình thấy là khá là đẹp, nhìn cũng rất là cứng cáp. Tiếp theo là bộ thu sóng NO69, cũng tông màu bạc luôn, tông như lại cái micro mình luôn, tạo cho mình cảm giác cũng khá là sang trọng đó. Thì NO68, NO96 này của mình á, nó cho mình là những nút điều chỉnh tần số nè, nút nguồn nè, rồi con mắt để xét tần số nè, hai cái màn hình hiển thị cũng như là volume riêng biệt của hai cái micro. Ở cái micro của mình thì có cho mình một cái màn hình LED hiển thị thông số như là nút nguồn, và bên trong của micro thì có khay đựng pin cũng như là chỉnh cân chỉnh bắt chép của micro.